Em là Sô Hoàng Phương. Hôm nay thì rất là lâu rồi, cách tầm mấy hôm rồi em không lên video. Hôm nay thì em cũng lên video, nói chung là lên video về cho anh em một con video ống nhòm. Về hai mẫu ống nhòm đây này, em shop em bây giờ chỉ còn duy nhất hai mẫu ống nhòm này. Vì chung thì các mẫu khác thì bây giờ em cũng đang chờ hàng về mọi người nhá. Nay thì em lên video có hai mẫu này, là mẫu một mẫu là EK 1050 Ultra mọi người nhá. Đây mọi người này. EK 1050 Ultra này. Và tiếp theo là mẫu phóng độ phóng đại cao và con hàng cao cấp mọi người nhé, là con 1250 ED này. Và em sẽ mở hộp luôn cho mọi người xem qua. Nói chung thì đây cũng là cuối vụ ong rồi, em đi video, nói chung là video để cho anh em chọn được một con ống nhỏ để anh em săn ong mọi người nhé. Chúng anh em thời điểm này anh em nên chọn cho em một con ống nhỏ để anh em, với bây giờ là mức giá nó rất là tốt, nên là bây giờ là cuối vụ anh em, chúng anh em có nhìn là xả hàng rồi, xả để chầm nhập mẫu mới về. Thời điểm này anh em nên chọn mua rất là nhiều, bây giờ em bán hàng cũng là chạy nhưng cũng mùa vụ cuối ong này, thì anh em nên chọn một con ống nhòm để anh em có thể săn ong, không thì tầm vụ tới tầm 2-3 tháng nữa, tầm ra Tết một chút là vụ ong sẽ bắt đầu, nên chắc chắn hàng sẽ đẩy giá sẽ rất là cao mọi người nhá. Em cam đoan cho anh em thôi, anh em cứ nghe em, chúng anh em cứ nên chọn thời điểm này mọi người nhá. Đầu tiên thì em mở cho em một con Ultra, tức là nó sẽ có vỏ bọc rất là đẹp cao cấp mọi người nhá, vỏ bọc với vải rất đẹp này. Và phụ kiện đi kèm theo nó sẽ gồm một khăn nâu này, một khăn nâu này và một dây đeo bản to cao cấp này, và cũng thêm một bộ dây đeo của dây đeo túi đựng mọi người nhá. Đấy, em sẽ mở hộp với giới thiệu qua cho anh em xem, rồi em sẽ review chi tiết cho từng con mọi người nhá. Chúng thì em tư vấn thì em sẽ có này, em sẽ nói vậy thôi chứ không phải là em nói quá lên để anh em đặt hàng bên em. Chúng thì ống nhòm em sẽ có này, em sẽ nói vậy. Đây là con 1050 Ultra mọi người nhá. Con này thì nó là tầm rất trên tầm giá tôi này HD mọi người, HD kính xanh mọi người. Đây này. Kính xanh mọi người nhá. Con này thì giá tầm trung, nhưng giá rất là rẻ, này em sale con này kịch sàn cho anh em luôn. Con này thì mức giá rất là rẻ mọi người nhá. Em sẽ mở hộp tiếp theo là con 1250 để anh em xem qua cho nó dễ mọi người nhá. Con này là hộp cao cấp rồi, anh em nhìn hộp anh em biết liền luôn mà. Chúng thì hộp của nó đây sẽ gồm bộ phụ kiện đi kèm theo rất là cao cấp, và có hộp chống sốc mọi người nhá. Nó sẽ gồm khăn nâu này và quyển sổ hướng dẫn này, và một dây đeo bản to cao cấp mọi người nhá. Em sẽ để hộp qua một bên. Chúng thì ống nhòm sẽ đầy đủ mã cụm ra vạch bên em nhá. Bên em thì ống nhòm là chuyên chính hãng cho anh em, nói chung anh em thì tin tưởng anh em test hàng thoải mái cho em. Nếu mà hàng không chính hãng em hoàn tiền cấp 10 cho anh em nhá. Anh em yên tâm cho em, chúng hàng bên em sẽ được kiểm tra thoải mái cho em nhá mọi người nhá. Chúng thì đây là hộp mọi người nhá. Đây là hộp của con 1250 này. Đây. Đây là vỏ đựng nhá. Đây, vỏ đựng nó cao cấp mọi người nhá. Và đây là con 1250, đây là kính hồng mọi người nhá. Mọi nhìn con rẻ tiền với con cao cấp sẽ khác hẳn nhau mọi người này. Kính phủ hồng mọi người nhá. Một con phủ hồng phủ xanh này. Em sẽ đánh giá qua đầu tiên là anh em cứ xem từ video từ cho em. Em sẽ đánh giá qua đầu tiên từ từ mọi người nhá. Chúng thì đây là con 1050 Ultra, con này này, đây mọi người này. Chữ Ultra HD này. Dập nổi rất là cao cấp mọi người nhá, dập nổi phải ống nhòm luôn. Và đây mọi người, check kỹ chưa, 1050 Ultra này. Kính xanh này. Đây, phòng xoay mọi người nhá. Xoay là xoay chỉnh nét mọi người nhá. Chỉnh nét ở giữa cho em này. Khi mọi người đệm hai mắt đây cho em này, anh em sẽ chỉnh nét đây cho em mọi người nhá. Đây, chỉnh nét ở vòng giữa mọi người này. Và sẽ đây là vòng tiêu cự chỉnh cận lọa mọi người này. Anh em nào có bị cận lọa hay gì anh em chỉnh đây cho em mọi người nhá. Đây này. Đầy đủ thông số của ống nhòm này, EK50CZI này. Chung thì anh em thì con này em bao chỉnh cho anh em. Con này là nói chung là phân khúc HD HD mọi người nhá. Phân khúc HD này phân khúc cho anh em săn ong ok, con này săn ong du lịch rất là chuyên dụng mọi người nhá. Nó là zoom là 10x50. Chung con này thì chuyển nhìn rất là tốt, chuyển nhìn nó là zoom là 10x mọi người này. Con này thì em giá tầm trung, em công bố giá cho anh em luôn. Nói chung con này thì em chỉ còn tầm khoảng 2 chiếc thôi, để anh em coi như là em lên video là chung xả hàng cho anh em thôi. Em chỉ còn 2 chiếc. Con này anh em cũng xem video các em của em lên video tầm khoảng 1 tháng trước, con này video là nó rơi tầm 1.8-1.9. Hôm nay em lên video cho anh em, sale cho anh em này, mức giá này 1.4.000 mọi nhá. Giảm 400.000 rồi. Chúng hàng bên em sẽ được bao ship này, bảo hành 2 năm này, nhận hàng, kiểm tra hàng trước thanh toán. Và tiếp theo em sẽ lên video, em sẽ để qua một bên video cho anh em một con cao cấp, là con phân khúc, là phân khúc 12x50, phân khúc kính hồng cao cấp rồi nhá. Con này thì nó sánh ngang với phiên bản 8x42 với 10x42 phiên bản cao cấp, phiên bản phiên vườn mọi người. Chúng nó hơn hẳn, chúng hơn một chút thôi. Chúng nhìn nó là tầm cao cấp mà mọi người. Nó là zoom 12x50 phủ kính hồng này.
anh em check kỹ cho em này, nó sẽ có gồm thấu kính bên trong rất là nhiều mùi nhá. Con này với trường nhìn của nó là trường nhìn 7,5 độ, nói chung là trường nhìn rất là tốt và zoom là 12x và thấu kính bên ngoài là zoom là độ rộng là 50 lần, nói chung là nó hơn là mấy cái 42 mọi người nhá. Zoom là 12x50. Nó sẽ gồm đầy đủ mã côm nó vạch cho em này, mã côm nó vạch, mã vạch ở đây mọi người nhá. Mã vạch số hiệu ống nhòm ở đây mọi người nhá. Nó hiểu là phân nó hiểu là phiên bản giới hạn mọi người. Nó sẽ có số hiệu là từng con ống nhòm này, từng số hiệu này. Anh em check mã vạch sẽ ra hết mọi người nhá. Chung thì ống nhòm bên em sẽ bao chính hãng cho anh em rồi. Nói chung là anh em cứ tin tưởng cho em, anh em đặt niềm tin vào cho em sẽ trao cho mọi người một, em sẽ trao cho mọi người một sự uy tín và trách nhiệm của bên em rồi nhá. Em bán hàng ra thì có trách nhiệm với em, phải có trách nhiệm cho anh em để anh em bảo hành vào mọi người. Nói chung thì em thì nói chung là anh em đặt hàng rất là nhiều rồi. Nói chung thì ống nhòm này, vụ ong này em nhập về tầm khoảng 5.000 chiếc. Nói chung thì em vừa bán vừa xỉ nè anh em. Nói chung thì em bán với giá cho anh em với giá này là chúng bằng giá xỉ mọi người. Chúng thì anh em để ý cho em, mấy shop khác thì nó bán với giá sẽ độ lên một chút. Nói chung thì hai bên em anh em yên tâm cho em. Nói chung thì anh em cứ alo cho em thì giá cả em có thể thương lượng cho anh em một chút. Nói chung thì giao lưu cho anh em, anh em là khách mới bên em hoặc là anh em khách đấy rồi thì chắc chắn là giá sẽ đẩy xuống một chút rồi. Anh em sẽ cho mình cứ alo cho em Phương sẽ tư vấn cho anh em tận tình chu đáo nhất để anh em để anh em chọn được một con ống nhòm sao nong mọi người nhá. Chung thì em không phải em nói giá độ nên hay là nói quá sản phẩm nên để cho anh em đặt hàng mọi người nhá. Chung thì em sẽ có làm cho nói vậy thôi, chứ một số khác sẽ nói quá nên soi ong rất là nét như độ phóng lại xa. Nói chung thì con này thì chung là tiền đảo quế cho anh em ạ, anh em yên tâm cho em. Nói chung thì anh em đặt mua một con ống nhòm sanong bên em thì em sẽ tư vấn cho anh em con ống nhòm kính hồng này hoặc kính xanh này, chứ em không bán hàng fake pha ken rồi. Một số khác thì nó sẽ bán ống nhòm thì sẽ nhập con ống nhòm giả tiền rẻ tiền về, nó sẽ độ giá lên, nó phép lên thì anh em không nên tin tưởng mọi người nhá. Nói chung nó bắt cọc mọi người, bên em sẽ không bắt cọc gì mọi người nhá. Nói chung thì hàng bên em sẽ được nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái, test hàng đúng hàng mới như của em quảng cáo, anh em nhận hàng cho em. Chúng thì bị em có cơ sở cửa hàng ở Hà Nội mới nhá. Em cơ sở ở ngã tư Sở Thanh Xuân Hà Nội mới nhá. Số điện thoại của em là 0968899302. Nói chung mọi mải nói quá em công bố giá con này luôn. Con này thì anh em để xem video của em bị trước là video con này giá toàn là 4.6, 4.7 mọi người. Nay thì em còn em mới kiểm lại kho thì nhân viên báo lại sẽ còn tầm khoảng 3 chiếc cuối cùng. Em để cho anh em mức giá là 4 triệu đồng để bao ship. 4 triệu đồng là bao ship mọi người nhá. Độ phóng lại rất là cao, phóng lại 12x50 mọi người nhá. Anh em nào mà muốn tần tư vấn alo cho em trực tiếp cho em để em là có thể qua cửa hàng em giao lưu trực tiếp. Cứ alo cho em thì em sẽ tiếp đón tận tình chu đáo mọi người nhá. Hàng em sẽ được bao ship này, bảo hành 2 năm này, nhận hàng này, kiểm tra hàng này, chứ thanh toán mọi người nhá. Anh nào yêu quý em thì cho em xin một nút like và đăng ký mọi người nhá. Cảm ơn chào mọi người.